như chúng ta đã biết, tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của người Việt. Vì vậy, ngày 20 tháng 11 hàng năm giống như ngày hội của ngành giáo dục Việt Nam. Trong ngày 20 tháng 11, phụ huynh và học sinh thường chuẩn bị những bó hoa tươi thắm, những lời chúc ý nghĩa để tri ân các thầy cô. Nhưng năm nay do Covid-19 mà mọi thứ đã bị đảo lộn. Không biết rằng các bạn mới hát có cảm xúc thế nào về vấn đề này nhỉ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé! Tất nhiên là mình cảm thấy buồn rồi. Bản thân mình thì cảm thấy khá là hững hụt. Cá nhân mình thì mình cảm thấy khá là bất ngờ. 20 tháng 11 không được tổ chức thì em cũng như là các bạn trong lớp đều cảm thấy rất là buồn. Mỗi năm tổ chức ở trường thì sẽ được giao lưu gặp mặt trực tiếp bạn bè, thầy cô. Nói chuyện như vậy thì nó cũng kiểu vui hơn. Và mình chỉ muốn đi học lại để gặp bạn bè thầy cô và được tham gia các hoạt động của trường thôi. Hôm qua ngày lễ này bọn em có thể thêm được nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Nhớ cô, nhớ bạn. Mình vẫn muốn được cùng bạn bè được gửi tặng những lời tri ân sâu sắc nhất và cả những bó hoa tươi thắm nhất đến với những người thầy cô giáo đã dạy chúng ta. Dù sao thì vẫn sẽ cảm thấy rất là nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Đặc biệt là cô Vân Anh, cô chỉ nhận lớp 12H. Loving can hurt. Loving can hurt. Em muốn nói là em rất cảm ơn cô. Cô đã dìu dắt, dạy dỗ bọn em đến chốn để có thể ngày hôm nay em đứng đây và em nói những lời này. Nhân ngày 20 tháng 11, em muốn gửi lời chúc tới cô Vân Anh, cô giáo chủ nhiệm của chúng em, cũng như toàn thể các thầy cô giáo một lời chúc sức khỏe. Chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của mình. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em xin chúc cô Vân Anh cũng như tất cả các cô giáo trong trường của mình, chúc tất cả các thầy cô luôn luôn vui vẻ, gặp được nhiều thành công trong cuộc sống và trên con đường giảng dạy của mình. Chúc các thầy cô luôn trẻ khỏe, vui tươi và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chăm nom chồng người. Em xin chân thành cảm ơn. For ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken. Đó là những bạn cùng lớp, những bạn cùng bàn, những bạn có thể trực tiếp hỗ trợ giảng dạy lại cho mình. Ví dụ như bạn Trang chẳng hạn, bạn Trang thì dạy bọn mình múa, còn bạn Đức Anh và bạn Hưng thì bổ sung những kiến thức toán cho bọn mình. Đấy. Cạnh thầy cô thì vẫn còn những bạn đóng vai trò như một người thầy luôn giúp đỡ chúng mình trong học tập, như là bạn cùng bàn của mình Đoàn Trang hay là Hưng, Đức Anh, Hà Trang và Đào Phương Anh. Các bạn đã bồi dưỡng cho bọn mình những kiến thức hỏng, đặc biệt là giúp chúng mình đạt được kết quả cao trong kỳ thi giữa kỳ vừa qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian cấp 3 này. Và nhân đây mình cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn và chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Người bạn đã giúp cho chúng ta hoàn thiện những kiến thức còn thiếu ở trên lớp, những bài chưa hiểu, những chỗ chưa chắc kịp. Tất cả những sự giúp đỡ ấy thì đều xứng đáng nhận được những lời tri ân tốt đẹp nhất. Và qua đây thì nhân ngày 20 tháng 11, mình cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những người bạn cô, bạn thầy rất là nhiệt tình, tâm huyết của lớp 12H. Đó là thầy giáo Hưng, thầy giáo Đức Anh, cô giáo Đào Phương Anh và cả cô giáo Hà Trang nữa. Nhờ có các bạn mà lớp mình đã xuất sắc vượt qua kỳ thi giữa kỳ 1 và đạt được nhiều giải lớn trong những hoạt động của trường đề ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là mình chỉ muốn nói là mình cảm ơn các bạn rất nhiều và... So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I will remember how you kissed me
under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.